Sự lựa chọn Kasserine được đưa ra trong lượt chọn cuối cùng đến các thành viên đội tuyển Hungary và Lan đối đầu với Victor, xét về kèo đối đường thì nó vẫn là một sự lựa chọn ổn. Nhưng thực sự trong bàn thi đấu này, cái bộ khung còn lại đến từ bên phía Hungary và Lan có đủ lực ở giai đoạn early và mid game để gánh cho đến khi Kasserine nó đạt được tầm hiệu quả hay không? Tôi đánh giá khá cao Virgo, nhưng Virgo cũng không phải là một vị tướng quá mạnh ở dạng đầu tiên so với những gì mà Wukong có thể làm ở cấp độ 6. Tầm ảnh hưởng của hai vị tướng này cũng chỉ dừng lại mức độ là tương tự nhau mà thôi. Một ván thi đấu mà nếu như khai thác lên khu đường trên thì có vẻ như không phải là một con đường ngon ăn dành cho cả Kingan cũng như là Clip. Còn nếu như tiến công xuống khu đường dưới thì cặp đôi xe Rakan lại làm cặp đôi có khả năng phòng ngự cực kỳ ổn, khi Rakan hoàn toàn có thể bung ra rất xa để có thể xuất hoành tráng và ngăn cản bước tiến của đối phương, giật ngược trở về với điệu nhảy tiếp viện, kích hoạt được cái tầm ảnh hưởng của cặp đôi xe Rakan. Vâng ạ, và thưa các bạn khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với ván thi đấu thứ hai của cặp BO3 giữa Nong Shim Red Force và Hang Lai trong khuôn khổ LCK mùa xuân 2023 đang được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube LCK tiếng Việt bản quyền thuộc về Boxsport. Hy vọng rằng các bạn khán giả sẽ luôn đồng hành và ủng hộ cùng chúng tôi. Một tình bùng bão điện tử, cả hai đội tuyển đang đọ macro với nhau rất ác, không có bất cứ một pha va chạm nào đáng kể, và đây đang là một thế trận du ngủ dành cho cả hai bên. Con rồng đầu tiên trong ván thi đấu đã được kiểm soát bởi các thành viên đội tuyển Hungary Online sau khi họ có được những lợi thế đẩy ở cánh dưới bản đồ. Virgo đang cầm hai bùa và cũng đang muốn tiến thẳng ra khu vực hàng sứ giả, và các thành viên đội tuyển Hungary Online cũng đang muốn có những bước đáp trả, nhưng dường như mọi thứ nó là tương đối muộn màng. Một pha ép lui thành công được Clip, sứ giả đã có dành cho Nong Shim, và người đang muốn tấn công thẳng vào là DNDN. Ép một tốc biến của Clip, chiêu cuối được kích hoạt lên, nó đi đạt đỉnh điểm sát thương khá nhiều. Kingan đang muốn biến thành nạc khổng lồ nhưng ta bị giữ chân lại, Vital bị níu khá nhiều, bắt buộc phải giật ngược thêm lần nữa, và Zeka là người băng qua bên kia bờ tường. Thành công đầu tiên Wukong, tiếp tục bắn liên tục với DNDN, mặc dù bắn như gái nhưng gái nhiều thì nó cũng phải xước ra và nằm xuống đến từ vị trí của Sion trong tay DNDN. Có được sứ giả nhưng mất đi hai thành viên. Khả năng giao tranh đến từ bên phía của Hang Lai là không hề có vấn đề một chút nào cả, mặc cho cái đội hình của họ giai đoạn đầu trận chưa phải là có quá nhiều sát thương. Nhưng mà ZK sẵn sàng đổi một lượng lớn cái lượng năng lượng của mình để ép cho Fiesta phải lui về và mất, thậm chí rằng là mất đi cả hai phép bổ trợ luôn, một tốc biến, một tốc hành. Và ngay sau khi mà con Victor của bên phía Nong Shim Red Force phải lui ra khỏi giao tranh thì Hào Lai họ tràn lên với cái khả năng bắn cực kỳ là tốt và thật sự là tự do thoải mái tới từ Viper. Hơi đáng tiếc rằng xạ thủ của Hào Lai chưa có điểm hạ gục mà thôi, nhưng đó vẫn là ui ở đường giữa có một tình huống giao tranh. Trường trong lượng thứ chân thành công, có lốc xoáy, ZK gặp nguy hiểm, thậm chí Sylvie sẵn sàng đầu tư luôn tốc biến để lấy về cái điểm hạ gục đó khu đường giữa, và mắt thôi cũng bị đối phương quấy nhiễu. Và các thành viên đội tuyển Hungary thực sự đang muốn tạo ra con đường để Clit có thể tiếp cận xuống khu đường dưới, đồng thời cũng là để đảm bảo sẽ không có bất cứ pha tiếp cận nào bất ngờ tới từ Wukong của Sylvie. Trong cả hai bàn đấu thì Sylvie đều đặt trọng tâm khá nhiều vào những tình huống ganh ở cánh dưới sớm, nhưng ở trong bàn thi đấu này thì cái sự hiệu quả nó lại là không thực sự cao. Tiếp cận được trụ một ở khu đường trên để bảo đi thêm những lớp giáp, còn phía bên này thì Clit đang là người đứng ở tuyến đầu để có thể thực hiện những pha tranh cướp. Anh ta còn tuyệt mệnh, anh ta có những góc để có thể giật lùi về, nhưng đối phương ép góc quá rát và bắt buộc phải bỏ con rồng thứ hai. Tỷ số về rồng là 1-1. Chất tướng Saya có lẽ là sẽ mạnh khi ở bạn đạt được ngưỡng tầm khoảng 3 món trang bị, và nếu như thực sự các thành viên đội tuyển Nong Shim cần chờ đến 3 ngưỡng trang bị của Vital thì đó sẽ là từ thời điểm tương đối muộn màng. Khổng lồ hóa đầu tư sau tình huống lốc xoáy của đối phương, lốc xoáy lần hai bất khả kháng cự lao thẳng vào, hạ gục rất nhanh chóng được Viper, và Clit cũng quay đầu bỏ chạy, anh ta thoát được. Vẫn còn tốc hành, Fiesta bị tấn công bởi ZK bị hóa cấp, và DNDN là người đứng lên tuyến trước để cover, lấy đi được thêm cái tốc biến của đối thủ. Nhưng sự mất mát của các thành viên đội tuyển Hungary phải ứng chịu là tương đối nhiều. ZK tiến ra tương đối cao để có thể ngăn cản được những tình huống đẩy đến từ bên phía của Nong Shim, nhưng Nong Shim tận dụng khoảng trống đến từ con xà cái nứt để có thể tiến vào và kiểm soát con rồng thứ ba trong ván thi đấu này. Họ đang làm tốt với cái tín hiệu chủ động ép giao tranh mắt lẻ vừa rồi, và bây giờ thì họ ngăn thành công việc đối phương có thể tiếp cận và tranh cướp con rồng trong ván thi đấu. Để xem nào, Clip đang tàng hình, anh ta không vào nổi rồi. Con rồng sẽ thuộc về bên phía của Nong Shim Red Force, người ăn là Sylvie. Sylvie hiện tại đã hoàn thành xong mũi sát thần cùng với dây thép gai và điều tương tự tới từ con Virgo trong tay của Clip. ZK cùng với Clip đang đứng rình, nhưng Sylvie thì có lẽ anh ta cũng không mắc sai lầm, anh ta đang di chuyển một cách tương đối an toàn. Và người có thể mắc sai lầm sẽ là Fiesta. Ôi. Fiesta bị dồn sát thương, bị tấn công liên tục, Wukong lao thẳng vào lốc xoáy, cần phải được đầu tư anh chàng, và bắt thành công được bóng đến từ người chơi đường giữa của đối thủ, và Clip cùng với người chơi đường giữa của mình là ZK. Và bây giờ sẽ là thế ăn rồng, đây là con rồng thứ ba dành cho Nong Shim nếu họ ăn được rồi. Thế nên là Hang Lai rất khó để có thể bỏ. Kingan đang bắt đầu tích nộ
3/4 cây nộ rồi và đang chuẩn bị có một tình huống nào khổng lồ. Con rồng đang được kiểm soát từ bên phía hang online. Click đang là người ăn nó. Sylvie tiến vào. Sylvie đang đi bộ thẳng vào. Kingen di chuyển xuống hang rồng. Đây là một góc rất đẹp nha. Kingen hóa na khổng lồ là toàn bộ đuôi của bên phía của Đông Sim, họ phải chạy. La vào hất tụt được một người. Và các thành viên bên phía Đông Sim luôn. Họ đang cố gắng đánh ngược trở lại. Nhưng đây là một con Zeri được bắn khá thoải mái của Viper. Tuy nhiên ngược lại bên phía kia Vital bắn ác không kém luôn. Vital có mình điểm hạ gục. Hất tung xin bạn là hạ gục được hai người bên phía của hang online rồi. Và con rồng đẩy ngược lại quyền kiểm soát dành cho bên phía Đông Sim Red Force. Lại là một pha chủ động nữa tốt tới từ cái thành viên đội tuyển Đông Sim. Họ có quyền làm được điều này. Họ lại đang là đội tuyển sở hữu một cái dàn chắn cứng hơn tuyến trên với một con Saiyan phun chống chịu và khả năng kích tốc cũng như là bắt bớ từ một khoảng cách rất xa tới từ Rakan trong tay của Peter. Và lần này thì họ đã làm các thành viên đội tuyển Hàng Online trở tay không kịp. Chênh lệch lượng tiền nó vẫn đang được duy trì dành cho các thành viên đội tuyển Hàng Online ở tầm khoảng 2.500. Và Kassadin của Zeka vẫn đang cực kỳ chiến với những pha va chạm thẳng mặt cùng với con Victor của Fiesta, một combo nửa cây. Bây giờ thì có lẽ các thành viên của Viettel này họ bắt đầu chuẩn bị bung được rồi. Zeka đã có cho mình cấp 16. Hơi đáng tiếc rằng là lượng đồ của Viper hơi bị ít nha. Và ở đường dưới đang có tình huống giao tranh. Kingen anh ta phải bấm đồng hồ cố gắng cầu giờ. Nhưng đang có rất nhiều người chờ sẵn. Cụ thể đó là Sylvie và DNDN. Kingen nói rằng là dù tốc biến cũng không bỏ chạy được. Và con Na của Hangla đã nằm xuống. Nhưng Clip cùng đồng đội đang triển khai cho mình con Baron này, nhưng thật sự là rất mạo hiểm. Họ buộc phải lui về. Đó là một tình huống di chuyển tốt hơn tới từ Nông Sim. Lượng tiền chênh lệch trong ván thi đấu này giữa hai đội tuyển hoàn toàn nằm ở khu vực đứng trên với khoảng cách được tạo ra rất lớn của Kingen so với DNDN. Và các thành viên đội tuyển Nông Sim đang hướng tới việc rush nhanh con Baron. Na của Kingen sắp biến thành dạng Na mệt mỏi và còn lâu anh ta mới có thể tích đủ nộ. Clip cần phải là MVP trong tiểu tấn công này. Một tiểu tốc biến số nhưng liên tục trong cả hai ván thi đấu, những tình huống ăn mục tiêu quan trọng thì đều không phải là xạ thủ, thì là người chơi đứng giữa chứ không phải là hai người đi rừng. Và lần này kịch bản lại là tương tự, sau cú trừng phạt tới từ Sylvie thì Saya của Vital là người lên tiếng với việc là đem về linh hồn bùa Baron dành cho các người đồng đội của mình. Các Cassidy của Zeka đang ép góc DNDN. Sự cơ động và nguồn sát thương tương đối đáng kể tới từ Cassidy cho phép anh ta được làm điều này. Thậm chí anh ta tiếp cận và anh ta kéo rất nhiều máu của Peter. Sự năng nổ đến từ Zeka là điều mà chúng ta có thể thấy. Anh ta thêm lần nữa mài đi lượng máu của Sylvie trước thêm giao tranh. Và đây là khoảng thời gian quý báu để Kingen có thể tích nhanh chóng cái lượng nộ của mình, có thể biến thành Na khổng lồ. Anh ta đã bị làm mềm quá nhiều, anh ta kệ mình có sao tần. Anh ta tiếp tục bị kéo máu thêm lần nữa và biến thành Na khổng lồ với một cú làm choáng vào hư vô. Với bên kia Viper đang gọi là gồng mình ra để gây sát thương. Và con rồng nó thuộc về Virgo của Clit. Tiểu chiêu cuối đẹp, Kassadin tiếp cận tấn công rất nhanh chóng. Vital mất đi bao tố nổi dậy và bị hạ gục nhanh chóng bởi người chơi đường trên của đối phương. Đây là thời điểm để Zeka lên tiếng. Double kill đã có, triple kill ngay trước mặt. Quadra kill cũng có thể luôn. Và Kassadin có thể lấy về cho mình cú quadra kill. Mất đồng hồ thì đương nhiên mình xin. Ôi trời ơi, tôi đã tưởng rằng là Sylvie đã có thể chạy trong cái pha đó rồi, nhưng mà không. Quét sạch dành cho Hang Online Esports. Super Team họ vẫn đang chứng tỏ được cái thương hiệu của mình. Khả năng giao tranh thật sự là 10 điểm dành cho bên phía của Hang Online. Khi mà Kingen không còn nhiều máu nữa, anh ta biến thành Na khổng lồ ở một khoảng thời điểm thật sự là tệ một xíu. Nhưng khả năng bật ngược trở lại giao tranh của bên phía Hang Online vẫn tốt hơn rất nhiều. Và họ sau khi ăn được cho mình con rồng nước đã không cho Đông Sim Red Force bất cứ cơ hội nào cả. Và đây sẽ là một cái lượng tài nguyên về công trình cực kỳ lớn dành cho Hang Online. Vậy là sau khoảng thời gian kiên nhẫn chờ đợi thì các thành viên của bên phía Hang Online họ đã được trả một cái giá vô cùng xứng đáng. ZK đang thực sự rất mạnh với những cái điểm mà cũng người ta ăn được trong cái pha giao tranh này. Cái KDA của Viper không khác gì Lime luôn. Toàn bộ cái lượng tài nguyên mà Hang Online đang có đang nhồi cho ZK rồi clip và rồi xong. Nạn nhân của ZK là Vital. Các bạn hãy nhìn xem ZK nhảy nhanh đến mức độ như nào đi. Vừa nhảy sang qua bên kia bờ tường đã nhảy về được luôn rồi. Và Vital đi đứng cẩn thận nha. ZK nhảy qua chắc chắn Vital sẽ là nạn nhân. Bắt đầu tiếp cận vào, sát thương cực kỳ khủng khiếp. Sylvia mất rất nhiều máu, quăng lao vào tìm lấy Viper. Nhưng Viper vẫn đang bắn được. Bất điên bên tiên là định điểm đây, đã bắt đầu bắn xả sát thương. Nhưng bên phía kia Vital cũng đang bắn ngược trở lại vô cùng tốt. Vital đang rất tự tin với nguồn sát thương của mình. Các thành viên của Hang Online họ chưa tiếp cận được Vital, đó có thể sẽ là một điểm cực kỳ đáng lo. Và Hang Online khi thấy đối phương đang hết tài nguyên, họ đang muốn tràn lên. Ôi nhưng Viper mất nhiều máu quá, có khổng lồ hóa, tốc biến bỏ chạy, bắn ngược trở lại. Và ZK vòng ra phía sau, cũng bắt vào DNDN, có cả clip nữa, mạng đã có cho Viper rồi. Và Viper free shot, không ai để ý đến Viper cả. Còn ZK thì cứ thế nhảy mà thôi, anh ta nhảy và anh ta chỉ cần nhảy. Và chiến thắng đã nằm trong tầm tay của Hang Online khi họ có quét sạch.
Đó là điều đáng sợ, đó thực sự là điều đáng sợ của thần tiễn Viper. Một tình huống xạ thủ chim mồi. Sau khi hết đóng vai trò xạ thủ hỗ trợ thì cuối cùng anh ta đóng vai xạ thủ chim mồi. Anh ta lướt lên để khiến cho cả 3-4 thành viên của đối phương giật ngược trở lại. Và thời điểm mà họ muốn tiếp cận để tấn công Viper thì ngay lập tức cái tốc biến cũng như là nhanh như điện được đầu tư bởi Viper cùng với cái khổng lồ hóa đến từ Lulu trong tay của Lai. Anh ta câu hết tài nguyên và ép đối phương vào trong hiểm cảnh. Một khi mà con cá đã bị dụ ra ngoài rồi thì ngay lập tức người ông mang tên là Zeka vỗ đầu từng người. Zeka vòng qua và anh ta gây áp lực để đem về những điểm mà cực quan trọng, nhưng nó thuộc vào túi của Clit. Một trận đấu quá hay, rất mãn nhãn tới từ cả Nông Sĩ Rockford cũng như các thành viên đội tuyển Hanwha Esports. Nhưng cuối cùng kết quả chỉ có một mà thôi, 2-0 dành cho Hanwha Lions.